sáng nay ngày 4 tháng 11 năm 2018, tại võ đường Sư Rồng Hải Nam Liên Hữu, thuộc chung cư Đỗ Văn Sửu, đường Lương Nhữ Học, phường 10, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, đoàn nghệ thuật Lân Sư Rồng Hải Nam Liên Hữu đã cử hành dỗ tổ quê quan đại đế, kỷ niệm 65 năm ngày thành lập. Dỗ tổ vốn từ xa xưa đến nay đã là thông lệ trong sinh hoạt văn hóa truyền thống, là thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn và tôn sư trọng đạo, là một nét văn hóa truyền thống cần được giữ gìn và phát huy, lưu truyền đến muôn đời sau. Ngày xưa các võ đường đều do các thầy cao niên đứng ra thành lập và trực tiếp giảng dạy theo lối truyền khẩu, truyền tâm, vừa dạy võ thuật vừa giảng đạo lý. Vì thế, tiếng nói lời dạy của các thầy được học trò rất xem trọng, gần như khắc cốt ghi tâm, và cứ thế mà đời trước truyền lại cho đời sau. Ngày nay đất nước thanh bình, đời sống kinh tế văn hóa phát triển, các võ đường Lân Sư Rồng lại tổ chức dỗ tổ với những hình thức nghi lễ được bổ sung trọng thể hơn nhằm tôn vinh nghiệp võ, xứng đáng với công đức to lớn của tiền nhân võ liệt và ngang tầm với các nghề nghiệp khác.
Oh, my God.